ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời.